ngày 7 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng với hành vi trộm cắp tài sản. Các cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã bị khởi tố do liên quan đến vụ bắn dê của dân. Theo công an thành phố Hà Nội, vào trưa ngày 26 tháng 6, ba cán bộ công an đi trên xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nam, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nam, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố, công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 7 tháng 6, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng vào ngày 27 tháng 6, giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa nêu trên. Ngày 7 tháng 7, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Viên, sinh năm 1968, trú tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về tội giết người. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Viên với ông H, sinh năm 1963, ở thôn Đoài, xã Tam Giang là hai vợ chồng. Ở cùng trong gia đình còn có ông M, sinh năm 1932, là bố của ông H. Trong quá trình sinh sống, Viên cho rằng chồng giấu tiền cá nhân đi chơi cờ bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Thấy vợ chồng Viên cãi nhau, ông M can thiệp vào nên người con dâu thủ tức mà nảy sinh ý định sát hại hai bố con ông H. Vào khoảng 16:30 ngày 25 tháng 6, lợi dụng lúc hai bố con ông H đang ngủ, Viên lấy một chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu chồng mình, xong nạn nhân bỏ chạy ra đường. Khi đuổi ông Hát không được, Viên khóa cổng và cầm búa đi vào trong nhà. Thấy bố chồng đang ngủ, Viên đã dùng búa và dao ra tay sát hại ông M. Sau đó Viên uống thuốc diệt cỏ và tự dùng dao để tự tử, xong không chết. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả ba người đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông M đã tử vong. Sau khi được điều trị, sức khỏe của Viên đã ổn định. Vào giữa tháng 6 năm 2023, phòng cảnh sát hình sự công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nắm được thông tin có đối tượng lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái đi làm ăn tại các tỉnh phía Bắc, nhưng thực tế là đưa các nạn nhân bán sang Trung Quốc nên lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, vào đầu tháng 7 năm 2023, ban chuyên án đã phát hiện và bắt quả tang Ven Thị Hoài, sinh năm 2003, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, khi đang dẫn theo hai cháu gái tên K, sinh năm 2009 và N, sinh năm 2008, cùng trú tại xã Bảo Nam trên xe khách. Hoài khai nhận trong quá trình đi làm công nhân tại Bắc Giang, vì quen biết với cụ Thị Ngọc, những lần về quê nhận thấy gia đình cháu K và N có hoàn cảnh khó khăn nên Hoài đã dụ dỗ lôi kéo hai cháu đi làm nhân viên tại các quán ăn, thực chất là để bán cho cụ Thị Ngọc đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Trên đường đưa hai cháu đi ra các tỉnh phía Bắc để chuẩn bị đi sang Trung Quốc thì Hoài bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ cụ Thị Ngọc tại tỉnh Tuyên Quang. Được biết sau khi động viên, hai nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho người địa phương và gia đình.